Quý khách nào muốn bất kỳ mẫu nào quý khách muốn, bất kỳ thể loại nào quý khách muốn thì hãy liên hệ với Kỳ Lân Luxury. Nên đi test thêm nhiều chỗ nữa. Kỳ Lân có thể chỉ địa chỉ cho quý khách hoặc là quý khách tự đi tìm địa chỉ. Từ đó Kỳ Lân khi vận hành sản phẩm của mình tuyệt đối không để trường hợp hạn chế tối thiểu vấn đề rớt hột. Và đến giờ phút này chưa bao giờ nhận trường hợp nào rớt hột cả. Đó là tự tin khẳng định. Kỳ Lân trân trọng kính chào quý khách một lần nữa quay trở lại với clip review của Kỳ Lân Luxury, kỳlanluxury.com. Và hôm nay Kỳ Lân sẽ giới thiệu với quý khách một siêu phẩm lắc tay. Lắc tay này là một siêu phẩm và quý khách sẽ không thất vọng với từ siêu phẩm này sau khi khách cận cảnh giùm anh, chi tiết thật giùm anh chiếc lắc tay và sẽ cầm lên. Và xin phép quý khách và khán giả xem cho Kỳ Lân xin được phép trình bày. Vì bản thân đích thân Kỳ Lân là người review và Kỳ Lân muốn những gì thật nhất, gần nhất và chân thành nhất, cũng như là thay mặt quý khách mình đang review và mình đang trải nghiệm. Có nghĩa là Kỳ Lân đang thay mặt quý khách ở bất kỳ nơi nào coi clip, nó sống động chân thật như là khách đang coi trực tiếp. Cho nên Kỳ Lân xin phép là không dùng bao tay, nó sẽ màu mè hoa lá quẹ quá, mà Kỳ Lân muốn nó thực tế nhất, gần nhất đến với khách hàng. Rồi, và một chiếc lắc tay này thì khi mà quý khách đã coi được chiếc lắc tay của Kỳ Lân Luxury, đầu tiên Kỳ Lân muốn camera đi chi tiết vào mặt sau. Nghe hơi lạ đúng không? Thường thì người ta coi mặt chính thôi. Và theo như cái thói quen của những người mua kim cương, những người mua nữ trang, thường thì người ta chỉ nhìn bề ngoài đẹp hay xấu và người ta đá vào ok hợp hay không ta đeo. Nhưng đối với những người đeo kim cương chuyên nghiệp, đeo vàng chuyên nghiệp và những người làm nghề thì chắc chắn họ sẽ không những nhìn mẫu mã sơ xài bên ngoài mà họ phải nhìn vào chất lượng, có chắc chắn hay không, có đặc hay không, và kim cương cháu có chuẩn hay không, kim cương có sáng hay không, có đẹp hay không, có bị than hay không. Đó là tất cả những gì dành cho những người chuyên nghiệp. Và đối với thương hiệu của Kỳ Lân Luxury là đơn vị Luxury Kỳ Lân, là những cái tiêu chí nó rất là cao và tất cả sản phẩm, danh mục sản phẩm Kỳ Lân đang làm là những sản phẩm siêu cao cấp. Vì vậy tất cả sản phẩm mà Kỳ Lân đang giới thiệu với khách hàng đều là siêu cao cấp. Muốn biết cao cấp hay không, cầm lên một cái là biết ngay à. Quay mặt trong một cái là biết ngay à. Đến nỗi bên trong mà nó liền mạch, nó đều, nó không bị gợn, không bị ba dớ, nó sắc sảo y như mặt bên ngoài. Kể cả cháu đi bên trong vẫn vậy. Và dàn này đúc 750 chuẩn Âu, 750 chuẩn châu Âu. Tỷ lệ pha hội cực kỳ chuẩn và không bị thay màu. Một số sản phẩm mà đặt Trung Quốc về hay là một số sản phẩm làm không chuẩn á, thì dùng một thời gian vàng nó không chuẩn, nó sẽ bị đỏ. Cho nên người ta sẽ lấp liếm bằng cái từ là màu vàng bả trầu. Đó là như vậy. Và kim cương thì tiêu chí của Kỳ Lân là sao? Tại sao những cái đồ của hãng nó lại giá trị và đẹp? Bởi vì họ tiêu chí họ cũng vậy. Thì Kỳ Lân cũng học theo tiêu chí đó, và Kỳ Lân thậm chí là những cái tiêu chí Kỳ Lân đưa ra còn khắt khe hơn, là từ hộp kim cương, từ chất vàng mình đã kiểm tra kiểm định rất là kỹ, và từng hộp kim cương nó phải đều đồng nhất với nhau, chứ không phải là quơ đại bỏ vô cho hoàn thành hoàn thiện, mà mình là tiêu chí Luxury Kỳ Lân nó phải đủ những cái yếu tố khắt khe như vậy. Và một chiếc sản phẩm đúc đặc cầm lên rất là nặng và dàn rất là đặc. Còn những sản phẩm mà bình thường thì cầm rất là nhẹ và bỏng bọng bên trong. Mình biết ngay, cầm lên biết ngay à. Và nói thì nói nhiều, quý khách không nên nghe một phía mà mình phải cùng với người nói kiểm chứng bằng máy móc, coi độ sắc sảo của vàng cũng như là kim cương. Đây, từng cái cháu rất đều và tròn, đều và rất đẹp, rất đẹp nha. Từng viên kim cương cũng chọn lọc rất đều và rất đều và rất sáng, rất đẹp như nhau. Rồi chất vàng rất là bóng mà không bị bọt. Cái tiêu chuẩn công nghệ của những cái hãng lớn cũng vậy, họ không để vàng bị bọt và cầm nhỏ xíu nhưng mà đúc đặc nén rất là chắc. Thì đối với sản phẩm Kỳ Lân cũng tiêu chí như vậy và thậm chí còn khắt khe hơn. Thường là người tiêu dùng khi mà đi thời trang, đi xem, đi coi, mua thì thường chỉ nhìn hình dáng thôi, không có coi chất lượng kỹ. Và nó quen rồi,
Còn đối với sản phẩm luxury cao cấp của Kỳ Lân Luxury thì nó phải tiêu chuẩn quốc tế về công nghệ nén vàng, chất lệ, tỷ lệ hội vàng và tỷ lệ đính hột, tỷ lệ chia ổ, kỹ thuật gắn hột, kỹ thuật chọn hột, nó phải tiêu chuẩn quốc tế. Một sản phẩm đẳng cấp luxury nhìn bên trong không một chút gợn sóng, không một chút bơ gớ, rất đều và rất dày, rất đẹp, đi cận cảnh luôn. Mình phải coi như vậy á, bởi vì những cái sản phẩm mà từng ổ cháo bên trong nè, rất đều, và từng cái chất vàng bên trong nè, đường kẻ đi nè, đây, đều không một chút ba vớ, không một chút ba vớ nào cả. Mắt thường nhìn không thấy nhưng mà đưa vào máy này soi siêu thấy. Và những cái sản phẩm mà chia ổ không đều, đi ổ không chuẩn, gắn hột tỷ lệ không tốt và gắn kỹ thuật gắn hột không chuẩn thì sẽ rất dễ bị rớt hột. Đối với Kỳ Lân thì tất cả những sản phẩm, những dịch vụ Kỳ Lân cung cấp và giao lưu thì tất cả những cái gì Kỳ Lân làm, Kỳ Lân đã trải nghiệm hết. Sau khi Kỳ Lân trải nghiệm xong và Kỳ Lân biết được những cái gì Kỳ Lân đang trải nghiệm có những nhược điểm gì, và khi Kỳ Lân vận hành cho mình, Kỳ Lân sẽ biến tất cả những nhược điểm thành ưu điểm. Đầu tiên là hai vợ chồng mua cặp nhẫn cưới thì về lâu lâu rất hột hoài, đi vệ sinh ở chỗ họ vệ sinh cho nó mới lại cũng bị rất hột, rất khó chịu, mua xịn sò đàng hoàng nhưng mà vẫn rất hột. Từ đó Kỳ Lân khi vận hành sản phẩm mình tuyệt đối không để trường hợp, hạn chế tối thiểu vấn đề rất hột, và đến giờ phút này chưa bao giờ nhận một trường hợp nào rất hột cả. Đó là tự tin khẳng định, bởi vì kỹ thuật của mình là những kỹ thuật rất giàu kinh nghiệm và tiêu chí và kỷ luật khắc khe nghiêm khắc để mà tạo ra được những sản phẩm như này. Kỳ Lân rất là nghiêm khắc về vấn đề đó. Rồi Kỳ Lân sẽ đeo thử cho quý khách xem. Vô khớp là Kỳ Lân rất không bao giờ ra nè, và cộng với hai cái chốt giữ lại nữa thì càng không ra, không bao giờ ra. Và muốn ra thì phải gỡ hai chốt này ra. Đây là cái chốt nhấn vô để kéo ra và đẩy vô. Đó, một cái sản phẩm đúc cứng như thế này, chắc như thế này thì có giật thì cũng không bị đứt. Rất là khó đứt, rất là khó đứt. Tất cả sản phẩm vàng Kỳ Lân đều đi giám định, không phải giám định bình thường mà đi giám định phân tích thành phần vàng. Ở nơi mà những tiệm vàng hay đem vàng cục đi giám định để mà nấu vàng thì ở đó sẽ giám định phân tích được khi mình là thành phần vàng là bao nhiêu phần trăm vàng. Ví dụ như đây là 75% vàng thì gọi là vàng 75, và còn lại 25% là những thành phần khác. Nhưng quan trọng nhất, chính nhất, mình chỉ cần đặc biệt coi nó là thành phần vàng là bao nhiêu phần trăm, phải đủ chuẩn 75% hơn hay không thôi. Rồi tiếp tục Kỳ Lân sẽ Diamond. Để mà mình sử dụng một sản phẩm mình tự tin tuyệt đối thì mặc dù đã có cam kết thì quý khách nên đi test thêm nhiều chỗ nữa. Kỳ Lân có thể chỉ địa chỉ cho quý khách hoặc là quý khách tự đi tìm địa chỉ. Thì những cái địa chỉ mà Kỳ Lân đang sử dụng á, đang dùng á, là những địa chỉ mà chuyên cho những cửa hàng vàng bạc đá quý trên cả nước này dùng. Cho nên là cái độ chuẩn xác tuyệt đối, từ kim cương vô cái máy soi, từ phổ quang phổ vàng vô máy Olympic, máy quang phổ USI của Mỹ, bỏ vào phân tích thành phần vàng ra hết, kim cương vào sợi từng hột cám, từng hột tắm, từng hột kim cương to nhỏ, tất cả kim cương bỏ vô máy soi được hết, và xem mã số cạnh và soi phân tích thành phần vàng. Giấy tờ giám định có đóng mộc đầy đủ của những nơi giám định được phép, và không những thử ở những nơi đó rồi, từ những trung tâm Duji thử định giám định như mình hoặc là BNG gì đó, và thêm những cái nơi mà chuyên đi phổ quang phổ thẩm định phân tích thành phần, và cộng với những máy móc thiết bị của Kỳ Lân Luxury nữa. Và nếu quý khách nào có những ý tưởng hay về những mẫu mã thiết kế đóng góp cho Kỳ Lân thì hãy liên hệ trực tiếp số hotline Kỳ Lân Luxury 0901 247 247, và số đó có cả Zalo 0901 247 247. Hoặc là quý khách nào muốn thiết kế đặt những mẫu sản phẩm bằng đậm phong cách của mình, tạo nên dấu ấn của mình, tạo nét riêng của mình, nếu như quý khách có sẵn mẫu thì yêu cầu Kỳ Lân làm, Kỳ Lân sẽ làm y chang cho quý khách. Còn nếu như quý khách muốn có những ý tưởng hay mà chưa lên thành phẩm thì liên hệ với Kỳ Lân để cùng ngồi với Kỳ Lân để design thiết kế và cho ra sản phẩm hoàn hảo hoàn chỉnh thành phẩm theo yêu cầu và độc quyền độc bản. Kỳ Lân luôn luôn hoan nghênh và luôn luôn chào đón, luôn luôn mong đợi, luôn luôn chờ đợi, luôn luôn mong muốn có được những cái thiết kế mới
từ quý khách. Quý khách nào muốn bất kỳ mẫu nào quý khách muốn, bất kỳ thể loại nào quý khách muốn thì hãy liên hệ với Kỳ Lăng Luxury, trao đổi trực tiếp với Kỳ Lăng Luxury luôn. Kỳ Lăng xin nhắc lại trong clip này là quý khách có những mẫu nào từng thấy, từng thích mà muốn làm theo thì đem lại Kỳ Lăng sẽ làm y chang cho quý khách. Hoặc là quý khách muốn có những thiết kế đột phá nhờ Kỳ Lăng tư vấn, hoặc là quý khách đã có những ý kiến rồi mà cần đến với Kỳ Lăng để thực hiện hóa ý tưởng thành hiện thực, sản phẩm thực tế, thì cùng hội ý với Kỳ Lăng luôn để ra những sản phẩm độc bản cho bản thân mình, để mình tạo nét phong cách riêng của mình. Vâng, và một lần nữa Kỳ Lăng đã giới thiệu xong clip mới này và nhiều clip mới hấp dẫn nữa, rất là đẳng cấp nữa, rất là khác biệt nữa đang chờ đón quý khách. Kỳ Lăng mong muốn quý khách hãy đăng ký kênh này, kênh YouTube này cũng như là trang fanpage này để theo dõi những clip hấp dẫn đó. Một lần nữa Kỳ Lăng rất biết ơn, rất cảm ơn và chân thành cảm ơn quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để xem clip của Kỳ Lăng Luxury Review. Kính chúc tất cả quý khách tràn ngập niềm vui, sức khỏe và luôn thành công, mọi điều như ý, vạn sự như ý, tất cả những điều mà quý khách mong muốn sẽ thành hiện thực và thành công rực rỡ. Và luôn luôn đồng hành cùng Kỳ Lăng Luxury trong những clip sắp tới cũng như những sản phẩm của Kỳ Lăng Luxury đến với thương hiệu Kỳ Lăng Luxury. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.